Tại Việt Nam, cứ 10 người chết thì có 7 người liên quan các bệnh không lây nhiễm, trong đó 43% số ca tử vong trước 70 tuổi, gánh nặng bệnh tật do bệnh không lây nhiễm chiếm đến 66% tổng gánh nặng bệnh tật. Đó là chia sẻ của các chuyên gia trong buổi tư vấn chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân bệnh mãn tính do Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch tổ chức. Theo đó, ngoài những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thì người mắc bệnh mãn tính còn bị ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý và đời sống tinh thần. Khi bị các bệnh mãn tính, người bệnh thường rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng về tình trạng bệnh tật của mình. Sự rối loạn tâm lý của người bệnh tùy thuộc vào thời gian chịu tác động của áp lực tâm lý và sức chịu đựng tâm lý của cơ thể. Thời gian chịu áp lực tâm lý càng dài thì mức độ áp lực càng tăng. Từ đó người bệnh dễ có những suy nghĩ và hành vi tiêu cực như mặc kệ cho bệnh lý hoành hành, không cộng tác với thầy thuốc, không thực hiện các chế độ trị liệu và có người bị trầm cảm, thậm chí tự tử. Việc mà tâm lý của bệnh nhân mắc bệnh mãn tính là không phải chỉ riêng bệnh nhân mà người nhà cần phải đồng hành, phải hiểu, phải chia sẻ và cùng cảm nhận với lại bệnh nhân để có một cái môi trường sống trong gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân sống chung với bệnh và hiểu với bệnh tật của bệnh nhân. Điều này sẽ rất là ảnh hưởng đối với bệnh nhân nếu như mà bệnh nhân bị bỏ mặc về mặt tâm lý. Người ta thường hay đối phó với lại những cái vấn đề tổn thương thực thể nhưng mà quên đi về những tổn thương về cái thể chất. Bản thân bệnh nhân mắc bệnh mãn tính thì người ta rất là lo lắng bởi vì cái bệnh này nó song hành với bệnh nhân tới cuối cuộc đời luôn. Thì như vậy thì bệnh nhân phải hiểu, thứ nhất là hiểu đúng về bệnh tật của mình. Cái thứ hai là trang bị cái kiến thức về mặt tâm lý tốt, cũng như là có cái tương tác với lại gia đình, cộng đồng và cái người chăm sóc y tế của mình một cách tốt nhất. Người mắc bệnh mãn tính cần được đánh giá toàn diện về những tổn thương thực thể cũng như những tổn thương tâm lý, nhất là ở nhóm bệnh nhân cao tuổi, thì vai trò của người thân trong gia đình, bạn bè có yếu tố quyết định đối với việc kiên trì đấu tranh với bệnh tật cũng như tinh thần, sức khỏe của người bệnh về lâu về dài. Nếu như người bị bệnh mãn tính được chia sẻ, đồng cảm với những vấn đề họ gặp trong sinh hoạt hàng ngày với bạn bè, người thân, họ hàng, họ sẽ cảm thấy bớt cô đơn và có thêm sức mạnh tinh thần giúp người bệnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.